ai nằm mấy cái son dưới cỏ đâu mà. Ủa cô, còn những cái này là son quanh ăn đó cô? Đúng rồi, đây là son dưới cỏ. Còn cái tròn tròn này là bạch bạch huyết đó. Ủa, bạch bạch huyết đến làm con có đúng, nhưng mà con khi nào con xác định nó phải có cái pan mới được. À, bạch bạch huyết đó. Tôi chỉ có cái pan thôi. Đó, đó có cái chân đồng vô này phải cái này là mắc sơ nè. Cái này không? Đó con. Phải cái van không con? Ví dụ đây thì không phải, đây gần đến là cái van nè. Cái van là cái cái chĩa nó ra, chĩa nó ra. Cái đường chút xíu nè con. Không phải. Thực tế ra cái này cũng phải, nhưng cái này là cái son dưới vỏ. Cái này là mạch tới. Nhưng mà bây giờ cô đã chỉ cho con một cái nữa rồi. Cái mặt bằng huyết đến à, sao họ hỏi gì vậy? Tôi cô hiểu của cái này cái ba huyết đến cái ba là cái này cái ba nữa ừ, đúng rồi đó. Cái ba là cái hả à. Cái này cái nào có ba là nó có hai cái tấm bằng mấy cái tấm bằng à. Ủa vậy nguyên cái khúc này là nguyên cái khúc này giống cái này cũng là mặt bằng nhưng mà cũng là mặt bằng đấy nhưng mà mình xác định nó bằng cái pan này nè. À, cái pan. Họ này là son dưới vỏ nè. À, son dưới vỏ. Ví dụ như đây cũng là son dưới vỏ. Dạ. Cái này là mình cái giới nằm ở ngoài đây. Cái phần nằm ở ngoài đây. Ờ, nó nằm ở trong cái vỏ sơ. Nhớ mấy cái hình này đi. Son dưới vỏ, nằm dưới vỏ sơ. Đây nữa này, cái này chụp cái này giống như cái vỏ sơ nó tách làm hai cái nó hỏng bên trong. Ờ, nhưng mà nó có cái son con nó lấy những cái son nè. Cái đó là son dưới vỏ, là ở trên là vỏ còn dưới là mấy hộp đen đen tôi biết gì đó. Son mình nè, cái này là mạch bạch huyết đến, xoay dưới mạch bạch huyết đến có những cái ban, còn cái này là những cái phần này như này là xoay dưới vỏ nè, xoay dưới vỏ thì còn cái phần mà mình thấy cái phần tím tím đi vô này là xoay quanh đan, xoay quanh đan đi vô đổ là xoay tủy, xoay tủy trong xoay tủy có dây sơ nè, dây sơ có những mạch máu, dây sơ, dây sơ, dây sơ, dây sơ, còn mấy này dây tủy á đúng không? Mạch bạch huyết đến là cái phần mà nằm ở phần vỏ sơ mà nó được bao quanh đó, nó được bao quanh này. Và đặc biệt một cái nữa là quan trọng nhất là nó phải có một cái van, cái van vô vô bên trong. Cái van mạch bạch huyết nhớ vậy đi. Rồi xong rồi còn cái phần xoang xoang dưới vỏ thì là nó nằm ở phần dưới của cái vỏ. Vậy là mạch bạch huyết đến nằm ở trên vỏ. Ừ. Không phải nằm trên vỏ mà nó nằm được cái vỏ bao quanh. Rồi còn cái phần này nè là cái phần xoang xoang quanh nang, xoang quanh nang thì nó nối tiếp với lại cái phần này, cái phần chỗ này là xoang dưới ấy, xoang dưới vỏ nối tiếp đi vô. Thì vô đây là xoang tủy, trong xoang tủy này thì mình có dây tủy là những cái tế bào này. Và ngoài ra thì có thêm dây sơ. Dây sơ thì nó có chứa những mạch máu và những cái này. Dây sơ. Quan trọng là xoang xoang. Thì vậy này là dây sơ này. Cấu trúc này cũng gọi là dây sơ này. Dây sơ. Còn cái những cái cấu trúc này mới rõ ràng điển hình là xoang dưới vỏ. Ừ. Cái này là bắp sơ này. Ừ, cái đó là bắp sơ, cái màu vô là bắp sơ. Đây kiếm lại cái có van đi tôi chụp hình cái. Ừ đây nè, ví dụ chẳng hạn điển hình này đi. Điển hình này đi. Thì ở đây là thấy cái phần tím tím đi vô. Thì những cái xoang quanh đó là những cái xoang quanh đây. Ồ, thế vậy hả? Nó có phải trắng như cái xoang kia. Sao có vấn đề vậy? Nó trắng mà. Đây là những cái xoang á, cái xoang á, xoang nhật trắng trắng này nè. Mà cái hình này không điển hình đâu, lấy hình khác. Trời sao hôm nay sao ít thầy cô vô đây vậy? Ê, cái xoang quanh nang. Stop lại, stop lại. Xoang quanh nang này. Ờ. Đây là không, stop, stop nghe, đừng kéo rồi nghe tôi chụp cái này. Cái